mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Châu Đốc nha. Mình mới mướn khách sạn xong. Khách sạn này là khách sạn Hoàng Đức. Khách sạn Hoàng Đức này ở địa chỉ coi, có địa chỉ coi. Ở Châu Phú nha, Châu Phú, Châu Đốc. Anh quay vòng khách sạn cho các bạn coi nè. Hai giường, ở đây cái giường, ở đây cái giường, đèn ngủ, chăn, tủ, tủ không có gì hết, tủ lạnh, trống trơn, tivi, ở đây là có bàn ngồi trang điểm. Na với bấm đang chơi cái súng, hình như em đè sát vô là ở ngoài không mở được hay sao á. Tủ đồ trống trơn, nhà vệ sinh, khăn tắm, đây có máy sấy nè, bồn rửa mặt, ở đây có cho bàn chải với chải quá trời, xà bông, kem đánh răng, sữa tắm, tăm bông nữa. Bên đây có cái bồn tắm nóng nực, Châu Đốc nóng nực có cái bồn tắm là ngon rồi, vô đó ngâm mình 600.000 đêm, mắc hơn ở Đà Lạt luôn. Châu Đốc xa xôi hẻo lắm mà khách sạn mắc ghê chứ. Đây nha mấy bạn, tối nay thì mình sẽ đi ăn món bò hàu sốt Zozo, sốt phô mai trên đường Trung Nữ Vương, thành phố Châu Đốc. Quán này ngon lắm nha, thấy khách đông ghê chưa. Để tới Châu Đốc núi Sam nhớ ghé, tối nhớ ghé chỗ này ăn nha. Món này dân địa phương ăn nhiều lắm nè, nhìn rất là hấp dẫn. Tối nay thì mình đi ăn món bò sốt phô mai nha mọi người. Bò sốt, bò với hàu sốt phô mai. Có một cái giấy giò. Chấm bánh mì hấp dẫn ghê không? Chuẩn bị mang khí thế luôn. Mà phần này nhiều lắm nha mọi người. Hàu với bò nhiều lắm. 299.000. Nhiều lắm. 229. 229.000. Nãy giờ luôn, chấm này ăn hết một lần xong rồi bỏ thêm một lần bò, một lần hàu nữa. Bỏ khó. Ngon lắm mấy bạn. Ăn lủng chảo luôn à. Đây, vẫn còn đang ghiền giác chảo. Ăn mà sạch cái chảo luôn, khỏi cần rửa luôn á. Ngon chưa? Má ơi, béo mặt. Dành của mẹ luôn. Bơm nhằn ở miệng đó kìa. Mình mới ăn bò sốt phô mai xong, bây giờ mình đi ra chỗ công viên này chơi nha bạn. Đây, công viên tượng đài cá Ba Sa, nằm ở bên bờ sông. Tượng đài cá Ba Sa nè. Ở đây, ngoài đây tối đông lắm nè. Đã bán đồ ăn đồ chơi quá trời luôn á. Công viên tượng đài cá Ba Sa, nghe cái tên là thấy chất lượng rồi.
nằm ngay bờ sông luôn, phía dưới này là sông á. Ở trong đây người ta bán nước hả? Không phải hình như người ta bán cà phê ở đây hay gì nè. Tối thui luôn. Máy mà quay rõ ghê chứ. Máy quay ban đêm như ban ngày vậy đó. Quay sáng vô thấy đèn đường luôn. Độ phân giải 4K quay có khác. Té nữa đó. Hi, xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Châu Đốc nha. Cửa này khoảng 7 giờ sáng nha, bây giờ mới ngủ dậy. Cửa này mình sẽ đi ra ngoài vòng vòng thành phố mình kiếm coi có cái gì ăn sáng ngon không nha. Rồi sau đó mình sẽ đi qua bên chùa Bà Chúa Xứ, chỗ núi Sam á. Mình cúng chùa. Nào muốn ăn gì? Hồi tối mình có khuya đói bụng có xuống đi kiếm đồ ăn khuya, ra đi xe lôi thử cảm giác, trải nghiệm cảm giác đi xe lôi ở Châu Đốc, xe đạp lôi á mấy bạn. Tới Châu Đốc nhớ thử cảm giác đi xe đạp lôi dạo thành phố vào ban đêm nha, mát mẻ hấp dẫn cực kỳ luôn. Đừng có đi vào ban ngày, ban ngày mà đi xe đạp lôi nắng nóng lắm, đi chịu không nổi đâu. Tối tối muốn đi xe đạp lôi đi buổi tối á, xuống kêu người ta chở đi vòng 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 thành phố, dạo vòng vòng mấy tiếng đường á, người có 30.000 một lượt, đi 30.000 về 30.000, 60.000 đi dạo, cảm giác rất là mới lạ. Nên thử khi tới ghé tới thành phố Châu Đốc. Mình đang ghé quán ăn trên chỗ cái đường này, cái đường trước chỗ miếu Bà Chúa Xứ luôn nha các bạn. Đường này là đường Châu Thị Tế nha, ngay trước chỗ miếu bà luôn. Sáng nay thì ăn bún riêu, cục riêu bự chà bá luôn anh, giò huyết, rau trụng, kim bông thì nó vẫn là cơm sườn. Kim bông là tối ngày nó chỉ ăn cơm thôi, nó không ăn gì hết. Hiện tại mình đang tới chỗ núi Bà nha các bạn. Núi Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Cái này cuối tuần người ta đi cũng đông lắm cả nhà. Theo người dân á, thì khoảng 200 năm trước thì người dân phát hiện tượng bà ở trên núi Sam á. Rồi mấy chục thanh niên trai tráng trong làng tính di dời tượng bà xuống nhưng mà không khiêng lên nổi. Cuối cùng thì theo qua lời của một cô đồng á, thì cần có 9 cô trinh nữ. Chỉ cần 9 cô trinh nữ thôi là có thể di dời được tượng bà xuống. Mà khi di dời tượng bà xuống tới chân núi ngay chỗ điểm miếu đây nè, thì bắt đầu thì không khiêng được nữa. Tượng bà nặng trịch xuống không khiêng được nữa thì người dân mới lập miếu bà ở ngay chỗ chân núi này luôn. Còn theo các nhà khoa học đó thì tượng bà đó là được đưa khắc vào khoảng thế kỷ thứ 6 nha. Còn sót lại của nền văn hóa Ốc Eo á. Cảnh xung quanh chùa Bà. Kiến trúc cổ rất đẹp. Thì trước các tượng sư tử này. Mình đi vô trong mình cúng rất là đông, người ta cúng heo quay. Phía trước này là có khu vực bàn để người ta bày các lễ vật để vô cúng bà.
uy nghiêm, mặt rất uy nghiêm và phúc hậu. Tượng bà là được làm bằng đá sa thạch nguyên khối. Mẹ vô cúng đi, bà coi bé với anh hai coi. Bé với anh hai có vô cúng không? Có. Vậy đi, vậy đi theo mẹ vô cúng đi con. Bà đứng vòng vòng ở đây nha. Trên là giữ tháng trên chỉ tàu để mình vô trong xem. Bên hông này có bán quà lưu niệm. Ủa? Bên đây là thỉnh. Cái này là chỗ thỉnh lộc nha các bạn. cúng xong đi qua đó thỉnh lộc. Xin lộc làm ăn ha, mua bán gì đó. Chính điện này. Chính giữa là thờ bà chú xứ. Mình mới vô cúng bà xong nha các bạn. Cái thỉnh cái lộc, xin lộc về làm ăn cầu sức khỏe rồi. Thỉnh lộc trong chỗ bàn thờ của bà. Trong khu vực trong chính điện người ta cấm quay phim chụp hình nha các bạn. Hồi nãy mình không biết, mình vô đó mình quay phim chụp hình. Người ta có nhắc nhở mình trong khu vực trong chánh điện á, cấm quay phim chụp hình nha các bạn, chỉ được quay vòng 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 khu vực phía ngoài này thôi. Để mình quay một vòng xung quanh khu vực phía ngoài nha các bạn coi nè. Này phía bên đây có một cổng nữa nè. Nhiều cổng đó các bạn, chỗ phía gần đó có một cổng nè. Chỗ này có một cổng vô nè, bên đây có một cổng nè. Chỗ này có cây tha la da bông đẹp không? Cái này cây tha la nè, bông thơm đó, bông nở thơm quá trời luôn á, bông nó thơm luôn. Giữa này có cây me nè, cây me này sống lâu lắm rồi nữa. Cái me này cái me cổ thụ luôn, hồi đó mình đi là nó bự lắm rồi em ha. Cái me này lâu năm lắm rồi. Cái me cổ thụ luôn nè. Khu vực bên đây là điện thờ bà nè, nghèo không, cái lối kiến trúc cũ giống như của người Hoa đó các bạn. Các bạn có đi chạy qua cổng sau chùa bà một xíu nữa là chừng mấy chục mét à, chừng 30 mét à, là thấy cái bãi xe của cáp treo á, vô đó đậu thoải mái hơn, rộng rãi lắm. Hai, xin chào các bạn, mình đang trên đường tính đi ra chợ Châu Đốc, rồi đi ngang chỗ này thấy chùa Huỳnh Đạo nên mình ghé vô mình xem, chùa lớn lắm mấy bạn, đẹp lắm. Chùa này cũng là một trong những chùa nổi tiếng ở Châu Đốc nha, chùa Huỳnh Đạo. Để mình đi vô trong mình quay cho mấy bạn coi cảnh quan chùa đẹp lắm. Đây bạn, cái này từ ngoài cổng vô nha, đường đó ngoài cổng nha, nên mình đang đứng chân quay ngược ra nè. Hai bên là có tượng La Hán, tượng La Hán hai bên đường vô chùa. Phía trước sân chùa có cái hồ sen đẹp lắm nè. Hồ sen đẹp lắm, có cái nhà thủy tạ ở giữa cái hồ sen. Cái này là phía trước sân chùa đó. Cái tượng đó là chính ông rồng nha, tượng trưng cho vùng Bắc, vùng đất đồng bằng sông Cửu Long đó. Có cái sồn bị đóng rồi đó.
phía trước có tượng Mặt Bà này. Cái này cái gì giống như cái hồ lô vậy. Phía trước này có tượng của Tứ Đại Thiên Vương nè các bạn. Đó. Tứ Đại Thiên Vương nha. Bốn vị Tứ Đại Thiên Vương. Đó, phía trước có tượng Phật Di Lặc đẹp không? Tượng Phật Tổ đẹp không? Công viên phía bên hông chùa còn rất là rộng nữa. Bên đây cũng có một điện thờ. Ở bên đây giống như ủa bên này có cái trống to lắm nè. Ồ tượng Phật quá trời luôn mấy bạn. Này như một bức tường luôn. Trước cổng chùa có chỗ bán đá bào. Để cho mua đá bào ăn thử. Đá bào cổ thơm. Dưới mình giờ không thấy chỗ nào bán đá bào nữa nè. Trên đây người ta vẫn còn bán đá bào nè. Nhìn hấp dẫn nha. Video và sữa thanh niên này lâu năm thì không có được ăn đá bào. Mình cũng lâu rồi mình chưa được ăn cái đá bào này lại nha. Hồi xưa hồi nhỏ ăn đá bào, bây giờ lâu lắm rồi không thấy chỗ bán nữa. Nhìn rất là hấp dẫn. Cửa này mình đi qua chợ Châu Đốc mình mua đồ xong rồi kết thúc chuyến hành trình tham quan Châu Đốc nữa. Đến qua tham quan chợ Châu Đốc rồi có gì hay ho quay lại cho mấy bạn coi nha. Tới chợ Thốt Nốt, ấy quên, tới chợ Châu Đốc rồi nha mấy bạn. Coi thấy cái bánh bò Thốt Nốt đó, chợ Thốt Nốt luôn. Tới chợ Châu Đốc. Buổi sáng chợ đông lắm nè. Thấy cái chợ đông lắm nè. Cái này là cana đập. Đường như chợ đông ghê chưa. Có trái u môi nữa nè. Lâu lắm rồi mới thấy. U môi. Lát gỡ khô lóc nàng châm nàng chay. Lóc chân nàng châm nè. Không biên đĩa. Gà muối. Bánh bò Thốt Nốt hả chị? Dạ. Nhiêu con bịch vậy? Dạ 30 anh, 20 bánh. Cái màu xanh nó cũng vậy hả? Màu xanh là lá dứa. À. Lá xay mà nữa. Chị ơi, 2 bánh. Lá xay mình làm bánh nốt. Lấy cho em một bịch bánh bò đi. Dạ. Cái màu xanh là lá dứa. Để thiêu không? Không, em để 3 ngày không thiêu. Chị này chị. Cái này là người ta làm bằng cái cơm á. Cái cơm của trái Thốt Nốt. Cái trái Thốt Nốt chính người ta lấy cái cơm, cái bột cơm trái Thốt Nốt cái người ta làm. Ăn thử cái bánh bò Thốt Nốt. Không biết có bị dụ không ăn nghe như bánh bò mình nữa. Tham miếng nào đi. Béo các bạn đó chứ nó ngọt thanh mà nó béo nha. Béo nước dừa. Còn để mà nghe mùi Thốt Nốt là không có nghe nha. Đây có chỗ bán nước Thốt Nốt. Trời mắm quá trời mắm luôn. Ai muốn mua mắm là ghé chợ Châu Đốc. Thiên đường mắm. Mắm đủ loại. Em mua mắm không? Mình đi xa quá mình không có mua về các bạn. Bỏ lên xe cho nó lụt bùn nó thối chết luôn. Ê, tiệm vàng, có tiệm vàng, ai mua vàng ghé chợ Châu Đốc mua luôn. Cô này cô gì? Cô này cô gì? Cô cá lóc hả? Cô cá lóc. Con dĩa rồi, mà ăn đâu? Chi ký? 200 cá lóc ngủ với 200. Đúng rồi. Nói này kinh. Bán dễ làm quen đi. Đầu năm nữa em đi Châu Đốc nữa em mua nữa. Mua đi. Ai cũng bán vậy à. Thù cá lóc 200 ngàn ký thôi các bạn. Vừa chiên là mò nhậu. Cảm ơn nha. Ngủ gì thêm nữa không?
vô đây chủ yếu là mắm với cá khô, thiên đường mắm cá khô với lại mấy cái đặc sản của địa phương các bạn, cà na hay là thốt nốt nè, cái me nè. Ở trong lòng chợ là người ta bán mấy cái đồ quần áo vải dốc khăn mà nón mũ gì đó là trong lòng chợ nha. Cái này mình đang đi cái đường bên hông chợ, mắm với khô với đường thốt nốt, chợ cá thịt đồ phía dưới. Mình hoành ra đi, người ta bán giống giống nhau không các bạn ơi. Chỗ này bán nước thốt nốt, giờ mua một ly nước thốt nốt lên xe uống. Đi chợ Châu Đốc nhớ ghé mua thốt nốt luôn. Cái đường thốt nốt chưa hủ cô lợi ngon nè, sao nó có loại màu vàng lợi đậm lợi lợt luôn? Thơ cá thơ thịt thì lấy đậm, còn nước chè thì lợt, nhưng mà cưng lấy lợi non thì 70, còn vừa vừa 50. Còn cái cục 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 này, cục này 40, cái này 20. Lợi nhỏ ngon hả, bự ngon không? Nó một thứ là còn ngon là 60.000 nè. Cái này ngon hơn cho mấy ông già uống nước trà đi ngon. Vậy là mua cái loại này đi. Mới không chợ ra mấy bạn, chợ cửa này nắng nó nực thì thôi luôn á. Chợ đi chợ nhớ đi sớm sớm, cửa này mới có 9 giờ mấy mà nắng nóng quá thì nóng luôn. Đi một vòng chợ ra mua gì, mua mấy mình mua được mấy cái đường thốt nốt đem về làm quà, với lại mua mấy miếng khô cá lóc về ăn thử, chiên lên nhậu thử coi. Nhìn hấp dẫn lắm, miếng ngon hơn chưa ăn bao giờ. Rồi xong, kết thúc hành trình. Cửa này mình về mình trả phòng xong mình về nhé mấy bạn ơi. Chào tạm biệt mấy bạn nha, clip kết thúc tại đây nha. Và nhớ like, đăng ký kênh nha, ủng hộ mình. Quay có dở cũng dán đăng ký giùm.